vậy nè. Là hồi lúc út trồng á là bao nhiêu tép? Một tép. Ôi ôi, một tép mà nó nhảy hay vậy hả? Một tép thôi. Ôi ôi. Nhỏ không nổi. Út nhưng mà này cần ấy không? Cần gì? Nhỏ sợ đứt cũ quá. Đó đâu á. Ôi ôi coi nè. Ôi ôi, nó thơm. Nó thơm cùi kiệu lắm út ơi. Để ngoài đất đi út dọ nước một cái cho đi coi. Nổi lòng út nó tốt mà. Để đây nè, để pha nước. Trời ơi, đây nè, gì ơi, củ kiệu nha, bên Mỹ mà cũng có củ kiệu để thu hoạch đó nè. Đẹp không? Này không cần trồng, không cần trồng nhưng mà thu hoạch. Đó. Ôi ơi, một bụi này mà lúc út trồng chỉ có hai tay một củ này củ thôi đó. Wow. Dạ, nhỏ hết luôn đi tí. Làm luôn quá. Ôi ham quá, bữa nay đi qua thu hoạch củ kiệu. Rồi. Ôi ôi coi nè. Củ to rồi út ơi. Thì lúc nói không biết mà, củ to đó mà thơm lắm. Ồ nó bự nè, củ nó bự rồi. Ừ. Ta nắm hết bụi chị, nắm hết bụi. Ồ cái bụi này to lắm út ơi, làm sao kéo nổi. Ồ ơi bụi này. Kéo một cây chừng bật ngửa đó. Ừ. Không nổi. Coi chừng nó đưa nó lên nguyên một cái thùng luôn á. Không nổi anh ơi. Cái này làm gì ăn ngon nhất cô? Có xào ăn được không? Có người ta là xào với thịt bò. Ồ. Nó sắp lên này, Ồ, nguyên cục đất lên luôn. Cái đó thì biết sao mà nó vậy không? Là cái đó không có trồng. Mà là giống như nó còn lại như út dục cái hẹp xuống đó. Em làm vườn thời gian mất em thành lực sĩ luôn á đi. Có cũ không vậy tí? Có mà sao cái này cũng thấy nhiều mà sao cũ lại ít nữa. Tại vì nó nằm quá nhiều đống đó, nó không có mọc ra được. Ờ có bé ơi, có nhưng mà cũ. Nó không có như con nghĩ. Đâu. Có. Đi coi. Ôi nó thơm lắm luôn nha. Cái kiệu tươi á. Út ơi từ hồi nhỏ tới lớn giờ lần đầu tiên tôi đi nhổ kiệu đó. Vậy cái lần đầu tiên mà nhổ kiệu. Rồi Út sẽ đưa cho bà nội, rồi Út sẽ để lại giống một ít. Có hổm con trồng một ít kiệu thì có người hỏi là cái đó mua giống đâu. Ủa sao nhỏ hả? Út mua ở đâu? Út mua ở Magnolia, ở chỗ mà Magnolia Nursery á. Nhưng mà chỗ đó bây giờ không có bán nữa. Mua trên mạng đúng không? Hay từ đốt kiệu thế. Cái này á, Út mua hả là 5 đồng á, của 10 đồng tôi biết không, có chừng 15 16 củ thôi. Ờ. Ồ vậy đó mắc dữ vậy hả? Ừ. Mà gầy giống lên riết cái vậy đó. Một năm thứ nhất á thì nó cũng được nhiều. Năm thứ nhì nó quá nhiều. Năm thứ ba là năm nay nè là Út không dám trồng nữa, tại trồng là ăn không sể phải đi cho không. Ủa nhưng mà mùa đông nó cũng vẫn sống không? Vẫn sống. Ồ. Ừ, ngon lành luôn. Mà trời củ ơi. Cũng lớn nè, mà cũng thơm đó, chứ không phải là củ không thơm đâu. Bên con cũng trồng khổ qua quá chừng luôn. Wow. Đó. Trời ơi, cái này. Wow, đã. Đặc biệt á là rất là thơm, khi mà cái củ kiệu tươi vậy nè, mình nhổ lên nó nghe mùi thơm lắm. Ồ, cái này là ngâm củ kiệu phải ăn Tết hả? Wow, dễ sợ đấy. Khi mà nhổ cái này rồi á, ham cái thùng mà kiệu mình đang trồng bển dễ sợ nha, nôn để mình được nhổ. Thấy cái kiệu bển ta thấy như sao nó eo ọt của ốc cung á. Hồi lúc ốc trồng nó là nhỏ xíu, nhỏ hơn cái kiệu ốc đưa ti đó. Nhưng mà khi mới trồng thì nó vẫn phải eo ọt vậy phải không? Thì từ từ đó hả? Hay từ là... từ nó lớn. Trời ơi, coi bên đây mà có củ kiệu để mà nhổ nè quý vị ơi, thấy mê chưa? Nó nhổ xong giờ con Tám đi ra ngoài khu ngoài kia bán được cái Tám ơi. Bán nhiều hay nhiều. Không để ngày mơi á em anh nhổ lên lại cắt rễ bớt. Cắt rồi trồng lại. Hai chồng tưởng là phải cho chừng 3-4 củ vô một cái gốc, ai ngờ đâu mà chỉ một củ, một tép một thôi mà đã ra một nùi như thế này nè. À, đây thôi anh nói em. Nói tiểu thơ đầy cát đồ. Nhổ đi cho biết. Căng, thấy không? Nãy giờ em nhổ hết nguyên một cái khuôn đó luôn.
nói chuyện mắng út út thì sao mà ông trọng ra vậy? Đó, thấy không? Hồi nãy người ta hả, con gái người ta nhổ bằng tay, bây giờ đàn ông nè lấy giá là thấy ghê không? Tại vì nó cứng bước lên sợ nó. Chứ hồi nãy nó không. Ờ, tại với bởi gì? Nó chơi với sợ tội em hiểu, nhiều khi bứt lên nó nhiều rễ, nó đứt cái củ ra. Trời ơi, không tưởng tượng được á, một cái tép nó mà ra nguyên một nồi luôn. Mấy cái mà trồng sâu quá cũng không được nghe tí. À, trồng cạn thôi hả? À. Với lại tôi thấy nó chỉ gần nhau chút xíu là củ nhỏ liền tôi thấy. Rồi, rồi biết rồi, ngày mai con trồng. Đưa cho tôi là Út biết. Tôi chỉ trồng chừng 1/5 cái đó thôi. Ê cha. Ôi em tính để cho nó chín cây á. Hư cây hả ta? Còn không? Cái này để hái xuống rồi để ngày mơi là nó mềm luôn rồi. Chứ mà để vậy nó hư cây hết. Trời ơi, cây đu đủ quyền thoại. Chút xíu hè mà nó như vậy đó. Ở này mỏ dịch luôn rồi nè. Cho con trái này đi, con về nấu canh ăn nghe. Thế mà còn hái vừa mỏ dịch là con hái được rồi, con đừng có để nó hái. Tám mình như nói chuyện hơi khàn khàn rồi Tám ơi. Khàn bển rồi. Cái cây cam của con Út có tám, Út có khí hí ra coi thử nó tới đâu chưa? Nếu không ra Út cũng bột lại. Chứ, tại con cũng thằng Long á, nó con bộ nó làm mát tay hơn Út à. Chứ nó chỉ đi nếu mà Út chỉ không được nó ta chỉ đi. Cam này hả? Dạ. Trời ơi. Ây. Nuôi nuôi dữ rồi ta. Ờ, mà Út trồng có con tép anh mới ghê ha. Dễ sợ ha. Thấy khủng khiếp thiệt chứ. Ham chưa? Ôi ôi. Có nhiều người nói có bán ở trên eBay á ta Út. Rồi có bán giống trên eBay nữa. Ham không? Trồng cây, trồng củ thích nhất là lúc mà thu hoạch như này là nhổ lên thấy củ thấy ham lắm. Ôi ôi cái nè. Dễ em sợ. Chờ chờ Tám. Đợi đợi Tám qua đi cho Tám nhổ. quá chừng luôn ha, bội thu. Sao nó mình không có nhổ đúng mùa Tết được hả Út? Con nhớ bên Việt Nam mình họ bán, họ thu hoạch lúc Tết mà ta. Còn cái nào nhỏ nhỏ quá thì để trước ra trồng lại. Thôi để về con trồng thưa ra với lại cắt xác xuống. Đây, ây da da, mê ly luôn. Mê chưa? Bà dì mình mát tay ghê quá, trồng củ nào nó uống nu thiệt cái chứ. Dễ sợ không? Trắng tươi à, đã không tí. Vô hội trồng cây luôn mà. Nhiều lắm Út ơi, cái đó nhiều lắm luôn á. Nó ăn được mà ăn lúc tươi rồi chứ già già rồi. Giờ ăn tươi thử ăn kiểu gì sao. Ăn kiểu tươi thử, tránh nó đắng cay đó hả? Cay không? Không cay Út ơi. Cay hả? Cay, cay rồi, cay rồi. Nó chưa xuống cay nữa đúng. Cay, cay. Út khóc lựa cái nào nhỏ nhỏ ra không Út? Cứ cắt lại, tại vì sao không sao, Út trồng cũng được hết trơn. Cái này con trồng có phải cắt hết? Con đâu biết đâu, đợt trước. Vậy mày đặt làm. Đợt trước con trồng nó để nguyên cái trồng cho nó nhiều lắm mà mới tại sao nó trồng kiểu gì vô một đống nha, mốt lên nó hột cái tanh á. Ông nội nó muốn ăn bà ăn củ kiệu quá hả? Thôi ăn củ kiệu cái này chưa thấy bán ngoài đâu, ông thích lắm ăn hết ông hỏi hoài.
Coi nè, dễ sợ ngon không? Thâu thơm, ta thơm luôn, quá chừng thơm luôn nè. Thu hoạch hay rổ kiều đã, cái này cũng ngon lắm nha.